Người ta sợ cao quá thì người ta lừa gạt, còn lùn quá thì giờ mới mốt đẻ cho giống y chang cái gen của ba nó. Dạ. Giống mẹ chứ chứ. Giống ba. Không, bây giờ em có chồng nè. Em có chồng thì đẻ ra giống ba nó cao thì giống cao người, chứ. Người ta nói giống bên nội. À, giống bên ngoại. Giống bên nội nhiều hơn giống bên ngoại. Không, ý là em á, em bây giờ dạ. Em có chồng là người ta sẽ nói bên ngoại. Dạ. À, nếu mà một người mà cao 1m9 này giống như anh Phan Nghiệp đây đi, à, em có chấp nhận không? Người ta đến với em thật lòng, em có chấp nhận không? Dạ, chấp nhận. Chấp nhận luôn? Dạ. Hôm nay thì Nghiệp xuống nhà bạn gái Kim Cương, cao 1m1, Nghiệp cao 1m9. Dạ, xe hơi. Xe hơi phải có tài xế. Bây giờ xin xe phải xin tài xế nữa. Tài xế phải chở em chứ, em đâu biết chạy xe đâu. Giờ lỡ như ra đường công an bắt cho. Nhức đầu quá. Bây giờ sao ta? À, quý bà cô chú anh chị nào mà có lòng hảo tâm mà hỗ trợ cho em Kim Cương chiếc xe 4 bánh thì vui lòng hỗ trợ anh tài xế luôn. Anh muốn anh tài xế cao hay lùn? Tài xế anh Nghiệp. Chết rồi. Anh Nghiệp tại đã gắn bó với em một thời gian này. Năn nỉ anh về cho anh đi xuống. Ờ, anh cho đi xuống đó. Hảo em đi xuống. Hảo đi xuống. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên dở nên tròn. Đây, cái về nha. Mình đi về nha mọi người. Điểm Cương về nãy giờ bỏ gương ở trên cái bàn không thể nào mà đi xuống được. Về ra mắt ra mắt cha mẹ hay sao Nghiệp? Ừ, về ra mắt luôn. Ra mắt luôn. Dạ. Dạ không sao cười. Hạnh phúc không? Hôm nay hạnh phúc không? Dạ quá hạnh phúc. Quá hạnh phúc ha. Dạ. Trời ơi, Cương 27 tuổi nha mọi người. À, Cương cao 1m1. Anh Nghiệp cao hơn em. Anh Nghiệp á, anh Nghiệp cao cũng mét mấy à? Anh Nghiệp có mét chín không mày? Anh Nghiệp dạ. Có mét chín à? Dạ. Tới nhà chưa? Dạ chưa. Ôi sao dữ vậy? Về dẫn vô rồi giới thiệu với ba mẹ anh sao nè? Được không? Nói giờ vô con kết anh rồi, bắt cóc anh này luôn. Ha. Dạ. Dạ. Dễ thương đó mọi người, Cương dễ thương đó. Thôi nghe. Nguyên cả xóm ra đón luôn kìa. Rồi vô rồi. Mốt đi Mỹ luôn nha. Dạ. Anh ở Mỹ á. Dạ. Tại ba anh ở Tây, mẹ anh ở Mỹ. Ba anh ở Tây Ninh á, mẹ anh ở Mỹ Tho. Vô rồi, anh ở Mỹ Lợi. Anh chào Kim Cương nha. Chào các anh. À, nghe tên biết giàu đó, Kim Cương ha. Dạ. Kim Cương ơi. Dạ. Kim Cương cao mét mấy Kim Cương? Dạ mét mốt. Mét mốt ha. Dạ. À, năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Cái ba mẹ em á là người bình thường không? Dạ người cũng khờ. Ừ, chị ha. Dạ. Là mẹ em khờ. Dạ. Ba em là bình thường. Ba em bị khuyết tật bẩm sinh. Là giống như em luôn hả? Dạ. Thì bây giờ em là cái mét mốt đúng không? Dạ. Công việc hàng ngày mình có làm gì không Kim Cương? Dạ, em nhổ tóc bạc. Nhổ tóc bạc? Dạ. Rồi ngồi ghế hay nằm dưới đất? Dạ, người ta nằm võng mình ngồi dưới đất. À, vậy ha? Dạ. Chứ hỏi cái ghế làm sao người ta, dạ. Ta nằm em nhổ được? Dạ. Và mình nhổ như vậy là một ngày thu nhập mình nhiều không? Dạ, 3 ngày được 100 anh. 3 ngày 100? Dạ. Ừ. Còn ba mẹ em là đi dân lưới hả? Dạ. Ừ. À, hồi đó giờ anh hỏi thiệt nè, hồi đó giờ có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Trời ơi. Có yêu thầm ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Nha. Dạ chưa. Có bao giờ em nghĩ tới chuyện đó không Kim Cương? Dạ em chưa có nghĩ tới. À, vì sao mà em chưa nghĩ tới chuyện đó trong khi em... Dạ em đã bẩm sinh người ta cao quá, người ta tập hàng này. Người ta nói em không đi làm gì được, thì bây giờ em không có lấy chồng. Với cô gì chú bác không cho em đi lấy chồng, ở vị độc thân. Rồi. Với ba mẹ. Lỡ khi có người nào đó thương mình rồi mình thương rồi sao mà nói được cái câu đó. Có duyên là. Tất nhiên là cái gì cũng vậy hết. Mình có những cái mặt hạn chế nhưng thực chất rằng cái người mà mình chọn thì nó cũng tương đương với mình thì cái điều đó là điều bình thường chứ. Dạ. Mình đừng có suy nghĩ rằng với, mình không lấy chồng ha. Người ta sợ cao quá thì người ta lừa gạt. Còn lùn quá thì giờ mới mốt đẻ cho giống y chang cái gen của ba nó.
Dạ. Giống mẹ chứ chứ. Giống ba. Không, bây giờ em có chồng nè. Em có chồng thì đẻ ra giống ba nó cao rồi, giống cao chứ. Người ta nói giống bên nội. À, giống bên ngoại. Giống bên nội nhiều hơn giống bên ngoại. Không, ý là em á, em bây giờ dạ. Em có chồng là người ta sẽ nói bên ngoại. Dạ. À, nếu mà một người mà cao 1m9 này, giống như anh Phan Nghiệp đây đây, à, em có chấp nhận không? Người ta đến với em thật lòng. Em có chấp nhận không? Dạ, chấp nhận. Chấp nhận luôn? Dạ. Ừ. Hai người như vậy là vậy sao đi đây ta? À, sao không được? Ghế không được nữa. Em có coi phim Hàn Quốc không? Dạ không. Không, em chưa coi phim Hàn Quốc luôn hả? Vậy là mỗi lần không phải ẩm lên. À, thật ra thì anh thấy nhiều nhưng mà em cao đúng 1m9 luôn. Dạ. À, là ngồi cái ghế là cái chân chưa đụng đất luôn, khoảng 2 tấc đó mới đụng đất. Ừ. Thì công việc hàng ngày là ba mẹ em đi bắt cá về cho em đi chợ em bán. Dạ, ra chợ cầu đôi em bán. Rồi ví dụ mà 4-5kg là bỏ vô thao xong mình. Dạ không, bán đi. Từ lần ví dụ 20kg bỏ vô cái thao nhỏ dinh chứ 50-60kg không có. Làm khi là vô rừng là bị mất bung mất đồ, người ta lấy ghe trộm đồ cũng có. Không có nghĩa là ba mẹ em đi bắt cá đúng không? Dạ. Cho em đi ra chợ ngồi bán. Dạ. Thì một ngày ba thu nhập đó là khoảng được ba mẹ bắt gì là khoảng được 2-3kg cá không? Dạ không, chừng tầm ký với mấy đều lại. Xong mình bỏ vô cái thao xong mình khiêng ra chợ mình bán. Dạ mình bán dạo vòng vòng khu này, nếu như không hết thì ra chợ tới đâu hay tới đó. Dạ. Thì gia đình hiện tại giờ là hiện tại có ba người, ba mẹ và em, còn những người em hoặc là mấy người anh thì mấy người anh đi làm xa. Làm có cuộc sống riêng ha. Dạ. À, mấy người anh cũng đang khổ cho nên là cũng không có thể nào mà giúp cho gia đình mình. Dạ. Nhiều. Ừ. Thì em có đi ví dụ bây giờ ngoài cái nghề giỏ tóc ra giờ em đi bán cái số đi. Dạ, em không có tiền để làm vốn. Không có tiền để bán cái số luôn. Dạ. Ví dụ 100-200 ngàn đó mình cũng lấy được vài chục tờ mình đi bán rồi. Dạ, với phần không có xe đi lấy giấy số, với phần người ta lừa gạt nhiều. Em sợ. Bây giờ đi bán giấy số là không có trả lại được nha. Không bán hết á là mình ôm luôn á. Dạ. Ồ, bây giờ là bán giấy số cũng căng lắm á. Dạ. Với hai Cương là không có đi xa được. Dạ, với em không biết tính toán vụ tiền bạc, tiền lớn thì em không biết. Thì từ 1 ngàn cho đến 50 ngàn thì em biết, còn từ 500 ngàn thì em không biết. Mà anh hỏi em nè, lúc trước là anh nghe em nói là học lên lớp 4 đúng không? Dạ. Lớp 4 mà sao mà số tiền nó không biết là dạ, sao? Dạ, em bị bệnh khuyết tật, em lúc nhớ lúc không, mà lúc em không biết tính tiền. Biết làm phép cộng nhân chỉ trừ trừ không? Dạ không. Ừ, học lớp 4 mà không biết cộng nhân trừ trừ ta? Dạ. Lúc nhớ lúc không. Có nghĩa là học cho có vậy hay sao? Dạ. Ngày xưa học giỏi không? Dạ cũng hay đã đỡ. Hơi đỡ mà không biết. Dạ. Với gia đình nghèo quá không có tiền ăn học tới nơi tới chốn như bạn bè như ngày xưa. Ừ. À, nếu mà anh em ta đăng tải lên thì có không, nếu mà hữu duyên á. Dạ. Thì một người nào đó thì hỗ trợ cho em. À, dạ. Theo anh nghĩ có thể là em sẽ đi bán giấy số, nó cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Yeah. Ví dụ mà mình có một chiếc xe lăn á, xe lăn mà kiểu mà bằng điện á. Yeah. Đó có thể là hỗ trợ nếu mà có duyên nha, ai hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ cái đó, thì em có thể bán dài một ngày bán dụ 100-200 tờ giấy số cũng được. Chứ mà nhỏ tóc bạc đó khi 3-4 ngày anh em nói là 3-4 ngày gì đó là em cũng nhập 3 ngày mới được 100 ngàn. À, ở trong chi phí người phụ nữ nữa, rồi ăn uống, rồi có sức kem đánh phấn nữa chứ. Dạ không, em không có khả năng sức kem đánh phấn như người ta. Đó giờ có sức kem ở chợ. Dạ không. Dạ nhà em nghèo, em hốt tiền thì em không đủ ăn. Chứ anh đâu thấy em giàu nghèo đâu, anh thấy em tên của em là rất là giàu nè. Trời ơi. Bông em thấy kim cương đính vô nó rất là nhiều luôn nè. Trời ơi, bông giả. Em bao nhiêu ký? Dạ em 37kg. 37 carat luôn. Dạ. Kim cương 37 carat luôn. Dữ dằn. Dạ. Để quay xa xa ra cho nó. Những cái công việc nhỏ tóc bạc của em thường xuyên không? Dạ, lâu lâu, tuần lễ thì nửa tháng. Có khi nào mà người ta ngủ quên đó kia, cái em nhỏ một hồi cái hức gì cái không còn cộng tóc nào? Dạ, không có vụ đó. Có vụ đó người ta đến rồi em chết. Dạ. Người ta không trả tiền cho em nữa.
Dạ. Người ta kêu có tóc bạc thì tóc có bạc thì nhổ thôi. Dạ, tóc bạc nhổ. Ừ. Hoặc là tóc ngứa. Cho người ta ngủ chừng nào tới chiều người ta đi về. Bạc hết nguyên đầu rồi sao? Dạ nhổ. Cái đó chiều. Cái đó nhổ tóc đen rồi. Dạ. Dạ không phải nhổ. Cái đó lại không nhổ. Cái nhiều đầu quá. Đầu thì kiếm tóc đen mà nhổ. Dạ không có. Cái này không có nhổ vậy. Dạ. Có tóc bạc nhỏ thì em nhổ. Tóc như tóc con rồi á, bạc mới lên á là em nhổ. Còn tóc bạc nhiều quá thì người ta nhộm. Có thể người ta nhộm. Cái tay của em anh thấy nhỏ quá vậy. Dạ. Được dạ được, nhổ bằng nhíp. Nhổ bằng nhíp. Dạ. Người ta không nhổ được không? Dạ không. Em phải trả lời như vậy nè. Anh hỏi em câu đó cho phải trả lời là anh thử đi em nhổ được không? Em phải trả lời như vậy luôn. Dạ. Yeah. Không mà mình tiếp xúc rất là nhiều người ha, nhưng mà Kim Cương nói chuyện có duyên và lanh lẹ dễ thương. Ừ. Cái này đăng lên chắc nhiều anh gọi điện tới lắm đây. Không mà anh hỏi thiệt nè, em về em hỏi cô gì chú bác đó, hỏi ví dụ như mà có ai chịu con rồi cô chú có chịu không? Đó ý là nói vậy đó. Kìm hỏi đi, mình phải hỏi trước chứ. À. Cái đó thì nếu như được thì cô gì, nếu như người nào mà không đàng hoàng á, như là này kia nọ đều á, thì cô gì chú bác thì không có cưới. Ừ. Nếu như mà thì giống y chang em á thì người ta đúng sẽ rồi. Đồng phải ý để cho em có cuộc sống. Dạ. Giống như mọi người khác. Dạ. Anh cũng hiểu suy nghĩ của em chứ, tại vì mình cũng có những cái mặt hạn chế và hình thể. Dạ. Thì mình luôn có những cái sự đề phòng, đó là cái điều đúng. Dạ. Ha. Giờ người ta lừa gạt thì nhiều, với người ta lừa giấu mình cũng nhiều. Đúng rồi. Dạ. Thì anh thì tụi anh đó thì thật sự thì nói thì nãy giờ nói đùa nói chơi với em để cho em vui giải trí. Dạ. Thôi. Thì tụi anh tới đây để chia sẻ cái hình ảnh của em và gia đình. Dạ. Đó. Ví dụ như có ai hỗ trợ thì tụi anh giúp. Dạ. Còn mà chuyện mà hôn nhân thì duyên thôi. Vui. Dạ. Vui, ví dụ duyên thì... Thì các anh làm mai. Mai lỡ khi không được thì mất uy tín, chẳng hạn là cái hữu duyên mình tự tìm. Dạ. Cho em nó sẽ hay hơn. Dạ. Và anh nghĩ rằng trước mắt là trong cuộc sống mình còn đang có những cái khó khăn á. Dạ. Thì anh nghĩ rằng mình cũng nên tập trung vào cái công việc nhiều hơn. Dạ. Ví dụ bây giờ nhổ tóc bạc thì nó bấp bênh lắm rồi. Dạ. Anh thì theo cái hướng của anh á, nếu mà có thể được, mà tại vì em cũng chưa có những cái phương tiện mà đi bán vé số. Dạ. Nếu mà anh cảm thấy rằng nếu mà ngày bản thân em bán ngày 100 tờ là khỏe. Dạ. Dạ được. Kiếm ra 100 ngàn tháng cũng được 3 triệu cũng đủ phụ giúp. Dạ. Cha giúp mẹ. Dạ. Rồi. Mình có đảm bảo sức khỏe ổn định không? Dạ cũng tháng một tuần là bệnh đủ một tầng. Bệnh gì? Dạ cảm sốt khi em bị thần kinh. À, dạ. Cũng bị vấn đề bị, đó. Bị thần. Dạ. Kinh đó ha. Dạ. Được cái số tiền á thì trị bệnh rất là nhiều không em? Dạ, nhầm khi đi ra ngoài thì ngày đó thì 300, tương đương là 300. Một tháng 300 ngàn. Dạ. Thôi thì anh chỉ quay anh chia sẻ những cái Dạ. vấn đề của em hiện tại đấy ha. Dạ. Cũng cầu mong rằng mình sẽ có hữu duyên rồi có cũng có ai hỗ trợ cho mình được. Dạ. Không? Nhưng mà anh nói trước nha, thí dụ mà mình cứ quan niệm như thế này nè, mình chỉ cần có cần câu thôi. Dạ. Là bắt đầu mình sẽ cố gắng mình làm, biết đâu là con người mà ai nói trước được chuyện gì đâu. Dạ. Biết đâu rằng em bán cái số em cảm thấy cái hợp cái sức khỏe của mình với. Dạ. Công việc của mình rồi sao. Dạ. Rồi anh xin phép chào em nha. Dạ em chào các anh. Ví dụ như mà có cái anh Việt Kiều Mỹ nào muốn về rước em là thì sao? Đi Mỹ không? Chắc là cái đó để em suy nghĩ. Xa mẹ không được. Đi máy bay. Xa ba mẹ không được. Thì rước ba mẹ luôn. Chịu không? Trời, lỡ mà rước qua Mỹ rồi, trời, ai đâu nhỏ tóc bạc. Ở Mỹ đâu có nhỏ tóc bạc. Ở bển người ta nhỏ tóc bạc, làm neo của anh, nhiều tiền lắm á. Ở bển là nhỏ tóc bạc, tiếng hồ là 100 đô đó. Dạ. Em biết 100 đô không? Dạ không. Không biết luôn. Dạ không. À, từ trước tới giờ mà em mà anh hỏi nè, từ trước tới giờ có khi nào mình cầm được cái đồng tiền lớn nhất trong cuộc đời của mình? Dạ không. Em cầm chỉ 500 ngàn thôi. 500 ngàn là lớn nhất rồi đó hả? Dạ. Là người ta cho hay sao? Dạ, nhà nước cung cấp hàng tháng. À, lương á. Dạ. Cũng chi phí lo tiền thuốc thang, khi
ba mẹ có hậu sự gì thì em lấy cái 500 ngàn đó đó, em mua thuốc thang cho mẹ. Là một mình em có, ba em có không? Dạ không, ba em không có. Chỉ có mình em có là 500 ngàn thôi. Dạ. Ừ. Rồi chi phí rồi giày dép rồi nói chung là từ lưa hết trơn. Dạ các thứ. Ừ. Giờ tiền điện, tiền nước, tiền gạo. Rồi dạ. Nói em đi bán phụ cá ai đó là dạ. Bao nhiêu tiền? Dạ ngày được khi 300 ngàn thì đủ này đủ kia bù đắp qua bù đắp lại. Làm khi thiếu tiền điện người ta hối quá mượn tiền người ta đóng. Mấy em trai em có hay về không? Dạ ở bên đó luôn. Ở đâu xa không? Ở Cần Giờ. Cần Giờ. Nghe. Ừ, rồi lâu lâu mới về phải không? Dạ. Em đá đông đưa, em đưa cái chân thử coi. Đo anh Phú đo thử coi cái chân dưới là đụng đất khoảng là bao nhiêu mét, bao nhiêu tấc? Hai tấc không? Gần hai tấc. Gần hai tấc thôi. Cái ngón tay. Ngón tay của em à? Mềm lắm. Mềm ha? Mềm mịn. Con gái người ta, con gái đó. Con gái là em lại luôn. 27 tuổi xuân xanh đó. Mày anh vô anh sợ anh bó đó. Hồi đó giờ có ai mà sợ giống vậy không? Dạ anh Phú rồi. Thấm này là dạ. chú. Dạ, chú. Dạ, dạ. Dạ. Ví dụ như, bây giờ mình suy nghĩ vui vui thôi nha. Dạ. Ví dụ em có người yêu á. Ha. Dạ. Rồi em thích người yêu dẫn đi đâu? À, không biết. Tôi biết. Dẫn chè nè. Dẫn chè, uống trà sữa, uống cà phê. Đó giờ em có uống trà sữa không? Dạ có. Mấy cô mấy dì ở xóm cho. Kim Cương chắc được mấy cô mấy bác là thương lắm phải không? Dạ có. Mà anh hỏi thật nè. Dạ. Ở xóm mình có ai mà giống như là có để ý em không? Dạ không. Không luôn. Người ta già hết. Tại người ta, có người ta, xóm người ta lớn tuổi hết rồi. Ta lớn tuổi hết. Thanh niên đi hết hả? Dạ, thanh niên trai tráng người ta cứ vợ, cứ chồng hết. Đi làm hết rồi? Dạ. Dạ, ở đây không ai mà trai hết, tên là bốn mấy, hàng năm mấy không à. Dạ, có gia đình hết, đâu dám gì đâu. Không dám mơ ước ha? Dạ, không dám mơ ước. Hồi nãy thấy có người trai đây nè. Dạ, cái đó là anh hàng xóm cái anh bên. Hàng xóm à? Dạ. Anh hàng xóm mà nó yêu cũng được vậy? Dạ không. Không dám với phải không? Không dám. Anh đẹp trai quá ha? Ừ. Đó giờ mình đi chơi ở đâu xa không? Dạ không, con qua sông. Qua sông? Qua đâu? Dạ qua nhà bác. Là mình lội vô bển hay làm bơi? Dạ đi qua cầu. Con không biết bơi đâu. Đi bộ qua ngoài hả? Dạ. Đó giờ là mình đi xa nhất là đi xa tới đâu? Dạ đi qua bên tới nhà bác là về. Dạ. Bây giờ là sở trường mình nấu ăn. Dạ. À, nấu món gì? Dạ chiên à, không biết chiên nó. Chứ gì? Chiên trứng. Trứng chiên. Trứng chiên. Là ngon số chết luôn không? Dạ. Bữa nào chiên cho anh ăn nha. Dạ. Ha. Dạ. Nếu mà có mấy anh ở đây đăng tải video lên, nếu mà có một cái người nào giống như đô hòa hợp với em á, giống là thích em á, có thể là đến đây tìm hiểu với em. Dạ. Nếu mà về chung một gia đình họp rồi mà về chung gia đình đó, cứ việc nội trợ rồi để em lo. Đúng không? Còn mấy anh là cứ việc là kiếm tiền cho em thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Nói chung là 27 rồi, cái gọi là giờ vẫn còn ấy đó. 27 rồi, đó. Rồi đó. Dạ. Ừ. Tại vì anh thấy trên mạng rất là nhiều. Có dạ. Trường hợp là một người như em vậy đó, nhưng dạ. Mà lấy một người chồng rất cao ráo đàng hoàng dạ. Nha. Chứ không phải là, cũng như là ba em vậy đó, ba em 1m2 đúng không? Dạ. Là lấy mẹ em là 1m mấy? 1m5. Dạ. Ừ, đó. Nói chung là duyên nợ đến á, mình dạ. Khi mà đến rồi em giờ em từ chối cũng không được nữa. Dạ. Ừ. Bữa nào gặp anh nào đẹp trai tỏ tình luôn đi. Không dám, người ta không dám tiến tới. À đó, lại là tỏ tình chưa? Lại là ví dụ như thấy cái anh đẹp trai, mắt mắt lại hỏi. Mà nhưng mà con trai người ta không thích mình. Không, ý anh chỉ cho. Thấy không? Anh ngồi xuống hỏi anh gì? Ê, tao thích mày đó. Về, cưới tao đi. Chịu không tao cưới liền. Dạ không, người ta gia đình ta có này nếp đàng hoàng chứ ta sợ mình lùng rồi người ta ra ngoài ta nói này kia nọ, nó nói sao anh cao quá mà lấy nhỏ này lùng, mày có làm ăn gì được với nhau đâu. Nói chung là có làm ăn là... ấy là đi làm á tiền đồ cứ hỏi sao mày không lấy vợ cao mà mày lấy vợ thấp. Có như anh nghiệp được không? Tội nghiệp Cương ghê ha. Để dạ. xíu đi xíu mình ra mình đo ăn phát.
Cương á là kiểu giống như hơi mặc cảm á, hơi mặc cảm về cái ở ngoại hình của mình đó. Cho nên e dè mấy chuyện mà bạn bè thì mình chia sẻ video, thì thật ra mình mấy anh em ở đây chỉ hỏi vui thôi để cho cái video nó phong phú một xíu, chứ không phải là cố tình mà đưa chồng ghẹo Cương hết. Nhưng mà biết đâu mình chia sẻ những cái đoạn video này lên là gặp duyên, hữu duyên thì gặp ai đó thương Cương thì giúp đỡ Cương nhiều. Giúp đỡ Cương và có thể lo cho Cương về cuộc sống sau này. Giúp đỡ Cương vượt qua khó khăn bể khổ. Biết luôn. Bể khổ luôn. Mà cho anh hỏi về vấn đề riêng tư một tí xíu được không? Dạ được. Thì trong cái cuộc sống á, và lúc trước em đi học rồi lớn lên á, thì bạn bè em có giống như là châm biếm em hay là chọc ghẹo hơn này nọ không? Dạ cái đó thì không. Không ha. Dạ. Rồi mấy bạn có chọc ghẹo mình như vậy thế kia, ba mình như vậy không? Dạ cũng cũng có vài đứa, cũng có vài bạn mà cô nhắc nhở nói đừng có ghẹo bạn tại vì bạn lùn giống ba. Rồi em lúc đó em có buồn không? Dạ cũng tủi thân rơi nước mắt trong người thôi, chứ giờ chẳng lẽ con giờ đi lộn da với bạn. Rồi lúc đó đó là em đi qua ngoài đường đó thì người ta có nhìn những cái cặp mắt là nhìn em á, cái khi những người ta cười em á, thì em có giống như tủi thân mình. Dạ có. Rồi, vậy đó. Dạ người ta cao quá cho mình lùn quá. Khi mà mình đi ra ngoài đường đó thì gặp những người mà trung bình người hoặc là cao hơn đó, mình đi cạnh người đó là mình chắc cũng thấy mấy lắm hơn. Dạ buồn. Tại vì cái số phận của mình nó như vậy rồi. Dạ. Nhưng mà em mình đừng có buồn nữa. Dạ. Thật sự đó là mình đừng buồn nữa. Tại vì mình sinh ra là có ngoại hình đó của mình trời trao cho mình, ba mẹ tạo cho mình, thì mình phải tự tin lên. Mình phải tự tin lên để trong cuộc sống của mình. Đúng không? Người ta cao nhưng mà chưa chắc người ta đã bằng mình. Yeah. Hiểu không? Mình có những cái cơ hội và có những cái công việc mình làm giỏi hơn người ta. Không phải là ai cao cũng là làm giỏi, ai có công việc gì, mình nhiều khi mình có những cái tài năng khác. Giống như em hát á. Giờ hát thử bài coi. Rồi hát thử em bài. Em không thuộc bài. Bây giờ anh chỉ em nè, em biết có hát bản mà khóc cho người đi không? Dạ không. Ông mà chưa có ngày đó giờ chưa có người yêu. Cái bản nào em ưng ý nhất đó? Có điện thoại thì em ca được. Mà không có thì em không thuộc. Không, bây giờ bây giờ có thuộc bài nào hát cho tặng một người xem video này, tặng khán giả xem video này. Nhảy biết múa không? Dạ không. Dùng lại em không nhớ lời. Dạ. Tại vì ở nay xuống bất ngờ nên chưa có chuẩn bị phải không? Dạ. Em ca thì được mà phải có cái gì đó em mới động lực lên ca. Có cơ máy. Không phải điện thoại hay gì đó. Không, bây giờ em cái máy... anh nói nè. Dạ. Bây giờ cái em thuộc bài nào anh bắt điện thoại cho em hát. Ừ. Nhìn lời thôi. Không mở nhạc nha. Tại vì bản quyền. Dạ. Cái chữ nó chạy ra em mới thấy không? Dạ được. À. Giờ bài nào? Hay vậy dạ. Đi bên nhau. Dạ giọng cổ. Giọng cổ luôn. Dạ. Wow, hay à. Hay à. Bây giờ hát giọng cổ gì nè? À giọng Kim Lan. Giọng Kim Lan. Hát giọng Kim Lan thôi, chứ đừng thú ngồi gần giọng ngồi giọng thú. Tâm nữ hả? Dạ. Coi em bắt hay nào bắt đi. Dạ, cái này. Này ha. Dạ. Rồi cầm hát đi. Cầm luôn. Khỏi mở nhạc nha, khỏi mở nhạc đi nha. Nhạc. Dạ dạ. Sau đây là giọng hát của Kim Cương. Cô gái bé bỏng. Ôi chứa chan tình quê trong tiếng ca câu hò, xa cánh nơi phương trời lòng anh vẫn yêu thương, vẫn luôn ước mơ quay về tìm nụ cười thắm trên vành môi.
Trên dòng sông dài suối chèo lơ lửng đấy đưa luôn bình về đây ngắm quê ta. Nắng mưa đã qua bao ngày mà vẫn còn sáng son thì chung. Nhắn ai có đi nơi nào đừng quên đàn quê hương chờ mong. Đứng xuống hát luôn, đứng xuống như hát như ca sĩ vậy đó, đúng rồi, đứng xuống. Ừ. Nhịp cầu nào đông đưa chân ướt cơn, mưa rào cuối thu, là bao nắng mưa dài dầu bao nhọc nhằn, cho đồng xanh lúa. Niềm vui đầy trong sáng sương. Có hưởng thụ bài này. Ca sĩ mà hát ngay đầu là sao ta? Có hưởng thụ bài này này. Thì bấm bài khác. Dạ. Yeah. Vút vút lên có bản nào hát được quốc. Có hát như giọng cổ, có câu giọng cổ rồi. Đừng có rung, bình tĩnh. Hát múa như ca sĩ vậy đó, một nghệ sĩ vậy đó. Nhập tâm vô, đúng không? Leo lên hai bằng anh Phúc. Phúc. Bằng trái quá trời. Em ca bản lá chầu xanh. Ừ, hay đó, hay đó. Mở nhạc nhỏ nhỏ lên đúng không? Ừ, sao? Mà mở lên đi, mở lên đi. Bắt lớn lên xíu Cường. Đây, đây, đây. Không có nhạc cao, không nhập tâm luôn. Hồi đó giờ em có lên sân khấu em ca rồi. Dạ không. Bác ra đâu? Quay ngang á, ra chữ bự xíu. Thấy không? Thấy được không? Dạ hay. Rồi. Bài hát Lá Chầu Xanh do ca sĩ Kim Cương hát. Dạ. 37 cara. Buổi trưa này hát ca cổ đúng bài luôn ha. Ừ. Thương nhau có bồn làm đôi miên, một lá trầu xanh thoăn nở duyên. Cứ mỗi buổi chiều tan buổi chờ, em còn hoài dòng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên dở nên tròn. Câu thăm chầu xanh sẽ thêm đượm thêm hồng. Cứ mỗi buổi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ, trên con đường thoáng thắt đôi chân. Nhưng em không sợ nắng vàng làm heo lá chầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đã buồn phiền. Dội mắt kiếm tìm giữa buổi chơ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Thank you.
một hôm mưa buồn phố chợ, bên thúng chầu xanh em đợi bạn chung tình. Mưa gió cách ngăn diện kiếp đôi mình, chợ vắng thương người sao anh không đến. Yêu nhau ngày gì lầy lội bước chân, để em quay về trong nỗi nhớ mong. Trầu nặng hay nặng tình em thương nhớ, anh phụ em rồi anh không đến nữa. Để phiên chợ buồn làm héo lá trầu xanh, hết hả? Dạ hết rồi. Rồi cảm ơn Kim Cương nha. Dạ. Rồi mình dạ. Mình nhảy hip hop cái mà. Dạ không biết nhảy. Dạ. Em có hay xem TV không? Dạ. Có xem em TV không? Em muốn xem. Không muốn biết múa võ không? Dạ không. Không biết gì luôn. Em không biết ca, em không biết hát. Dạ. Thường hát là phải có diễn chứ đúng không? À, em có thấy nghệ sĩ ta hát ta tay chân dạ không? Em không biết gì. Em không biết muốn. Mới mốt phải học đi, nếu mà anh mấy anh ở đây ta đăng tải clip này lên, lỡ mà có bầu show lớn ta bóc em đi, mày phải với múa à. Dạ. Kim Cương mà có người dạy hát thì chi hát hay á. Ừ. Đúng rồi. Em ca thì được. Ừ. Mà đó giờ là đám tiệc đó vòng vòng sớm này, khi nào mà em lên ca. Dạ không. Không cho em ca sao? Dạ em không có đi. Ừ. Đi tội nghiệp á. Em ở nhà. Sao không đi giao lưu bạn bè? Dạ em chứ? Nhút nhát lắm, đám người đông là em sợ. Thôi ngồi ghế đi, ngồi ghế đi, đứng ngồi mỗi chỗ. Ngồi được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Cầm em đi. Ừ. Đó. Thôi hai anh em mình đo một cái rồi ai cao hơn nha. Thôi. Lùn. Hơn ơi. Đây, Cương. Dạ. Thấy anh cao không? Anh cao hơn em rồi. Hả? Anh cao hơn em rồi. Đứng ghế rồi. Đứng được không? Dạ đi. Được không? Quá. À. Cũng không bằng nữa. Cũng không bằng nữa. Chưa tới giờ. Đợi, 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 đợi ngồi nha. Dạ, dạ, dạ. Đứng lên cái bàn á. Đứng lên cái bàn chắc không? Chắc. Lên cái bàn luôn. Nghiệp, nghiệp tới mấy chín nè nghiệp. Dạ. Trần nha. Cũng còn thua đó. Cũng còn thua nữa. Rồi sao giờ? Còn lại đem cái ghế lên nữa. Rồi thua. Bây giờ đẹp cái ghế đi. Hơn hơn vô cầm máy mình hơn để em đứng giữa hơn vô cầm máy anh với nghiệp rồi giờ sao bây giờ anh đi em xuống được không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Thôi anh đi à? Nè. Bây giờ anh đi cho xuống hả? Giờ xuống hả? Bây giờ là hai anh à, bây giờ anh làm cao anh hiệp cao được không em? Hả được không? Đứng đứng hạ tiền hạ tiền anh anh bên tay trái cao hơn đâu tay nào tay trái đâu? Dạ bên này. Tay phải mà. Tay trái. Thiệt không? Thiệt. Chắc không? Thật chắc. À, giờ giờ hai anh em mình về chứ em phải về uống đi chứ. Em xuống đi. Em xuống không được. Em xuống không được. Em xuống không được. Sao? Trời ơi, ginh lên rồi giờ sao phải xuống? Đứt là hoài luôn nha. Hả? Sao gung? Gung dữ ta. Sợ té. Sợ té à? Dạ. Thôi, nãy hai ba em lên. Dạ anh này. Anh này là gì? Anh Hiệp. Anh Hiệp à, đúng rồi. Thôi dạ. Đó nó dẹp cái ghế đi, hỏi cho xuống. Rung dữ rồi kìa. Sao? Hả? Mấy anh gầy em không. Gầy em quá, em khó xuống. Hả? Ở bên dạ. Nhảy xuống được hả? Nhảy xuống được hả? Nhảy xuống được hả? Nhảy xuống không được. Không được. Nhảy không được. Anh Hiệp giờ đá em xuống được rồi. Không có đỡ, đỡ rồi, giờ là không có đỡ. Dạ được. Nhưng mà nãy ai đưa em lên? Dạ anh Hiệp. Anh Hiệp thì để ở đây, ở đây không có anh Hiệp, ở đây không có anh Hiệp. Người nào nói đúng tên đi rồi hãy xuống. Anh Nghiệp Vlog. Anh Nghiệp. Anh Nghiệp Vlog. Anh Nghiệp đi lắm. À, anh đang nỉ đi. Giờ đang nỉ đi. Đang nỉ anh Nghiệp, cho ai đi xuống. Anh cho đi xuống đó. Ổng đi xuống. Ổng đi xuống. Ổng đi xuống đó. Thiệt là tội nghiệp với quý ông bà cô chú anh chị. Bây giờ là giờ Nghiệp bồng lên cái bàn rồi. Đo ra cao Nghiệp cũng cao hơn nữa. Bây giờ Nghiệp không bồng xuống. Thì sao bây giờ? Hả? Cho đứng luôn. Chịu luôn hả? Dạ. Chắc vậy quá. Vừa cười mà vừa gung. Sao vậy? Bình tĩnh đi. À, Nghiệp xin chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Hôm nay thì Nghiệp xuống nhà bạn gái Kim Cương. Cao 1m1. Nghiệp cao 1m9.
Đó, thì hôm nay thì xuống đây mục đích là quay chia sẻ hình ảnh của em Cương. Đó, thì quý bà cô chú anh chị nào mà có thấy đồng cảm thương em Cương thì có thể hỗ trợ gì đó, quà hay là gì đó, hay là từ lòng hảo tâm, thì Nghiệp sẽ đến đây chia sẻ cái niềm vui đó cho em Kim Cương. Được không Cương? Dạ được. Em Kim Hoàng cảm ơn anh Hiệp. Ê, Nghiệp ơi, anh nói như nè, bây giờ hỗ trợ cho Kim Cương chiếc xe mặt tin được không? Dạ được. Chưa cao á. Không, xe đạp rồi lùng bốn bánh à, chứ em không đi. Trời ơi, dầm bốn bánh mới chịu. Dạ, tại vì em không biết chạy xe. Trời ơi. Vì em khổ như vậy. Trời ơi, sao ta? Em không biết chạy xe. Lấy em lại đi bốn bánh. Bốn bánh. Ờ, có máy lạnh không? Dạ. Hả? Xe đạp thôi, chứ em không cần xe hơi. Không có xe hơi hả? Không có hơi thì sao chạy? Rồi. Phải bơm hơi vô bánh xe mới chạy chứ. Dạ rồi. Hả? Thôi là sao? Căng hà, căng hà. Căng hả? Quý mặt của chú chị Kim Cương là ước mơ có một chiếc xe bốn bánh đó. Xe đạp. Xe hơi, xe đạp phải bơm hơi vô mới chạy được. Em thấy cái bánh xe không? Phải có bơm mấy hơi vô mới chạy được. Phải không? Vậy xe hơi. Xe hơi phải có tài xế. Bây giờ xin xe phải xin tài xế nữa. Tài xế phải chở em chứ. Em đâu biết chạy xe đâu. Dạ lỡ như ra đường công an bắt thôi. Nhức đầu quá. Bây giờ sao ta? À, quý bà cô chú anh chị nào mà có lòng hảo tâm mà hỗ trợ cho em Kim Cương chiếc xe bốn bánh thì vui lòng hỗ trợ anh tài xế luôn. Anh muốn anh tài xế cao hay lùng? Tài xế anh Nghiệp. Chết rồi. Anh Nghiệp tại đã gắn bó với em một thời gian này. À, hôm nay là mình xuống nhà bạn gái Kim Cương. Anh đầu chọc có chịu không? Anh đầu chọc được không? Anh Nghiệp chứ. Không, ví dụ bây giờ có anh nào đó đẹp trai giống anh thì em chịu không? Dạ, tới lúc đó phải hỏi con trai chứ con em cũng không biết. Đã người ta chịu em rồi mà. Thì tới lúc đó em cũng để em suy nghĩ. Ví dụ như trong ngày vui mà em làm đám cưới, em thích mặc sa ghê hay là áo dài? Em chưa, cái đó em chưa. Không, mình suy nghĩ thôi, cái này là câu chuyện tụi anh tạo ra để vui vẻ, để cho em thoải mái tinh thần thôi. Chắc mặc là bình thường. Bình thường là cái gì? Dạ, áo dài. Áo dài? À. Áo dài phải đi mai. À, đi mai. Áo dài mua ngoài tiệm không được hả? Dạ không. Sao vậy? Nó bự lắm, bự hơn người lớn. Cả người lớn. Không, mày ngang vừa mà. Dạ không, vừa mà nhưng mà nó dài quá. Mày dắt con trai hả? Nó dài quá. Hả? Nó dài quá anh Nghiệp ơi. À, ví dụ như đám cưới xong á, cái chồng mình dẫn mình đi tắm biển thì mặc cái gì? Mặc đồ bình thường em. Bini. Em không, em từ đi, đó đi, về đi, tắm biển chứ. Em từ đó về em không dám xuống biển. Ở đây anh chọc em vui thôi ha. Dạ. Quý ông bà cũng chuyện không cảm, tại mình nãy giờ nói chuyện với Cương căng thẳng á. Dạ. Bây giờ mình vô mình trò chuyện để cho vui vẻ thôi. Dạ. À, thì Kim Cương là ước mơ là có xe bốn bánh, nhưng mà dạ, xe đạp với xe đạp đi bán vé số, có tiền đi bán vé số, phụ ba giúp mẹ. Ước mơ ví dụ bây giờ em có thích cái nghề gì không? Dạ em thích mở như là tạp hóa và bán buôn mà em không có mặt bằng, với em không có tiền làm vốn. Với em ước mơ nhiêu đó thôi. Em trang trải cuộc sống em sau này. Để sau này ba mẹ có trăm tuổi già đi nữa cũng tự tay em lên, em nương tựa lên. Dạ em cũng mong mấy anh giúp đỡ giùm em. Kim Cương năm nay 27 tuổi, quý ông bà cô chú anh chị. À, mà có anh chàng nào mà tầm khoảng lớn tuổi hơn ha, hay là nhỏ hơn? Chắc nhỏ hơn đi. Nhỏ gì? Ví dụ như là có một bạn trai nào nó nhỏ tuổi hơn em hả? Nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Ví dụ như người ta 30 tuổi. Em 27, em nhỏ quá. Không nhỏ hơn. Nghĩa là em muốn chọn một người sau này đến với em là nhỏ tuổi hơn em. Khôn nè. Không nè, em đọc suy nghĩ rồi, nhỏ tuổi hơn nửa già thì người chồng còn khỏe, đúng không, là lo lại cho Kim Cương. Dạ. Phải không, chính xác không? Dạ chính xác. Thấy không, nói ra là biết liền. Dạ. À, dạ. Đúng không, mình phải suy nghĩ sâu xa một xíu. Dạ. Kim Cương đó là suy nghĩ trước rồi ta một khúc rồi đó. À. Dạ. Không phải, không phải suy nghĩ. Mà không. Tại vì sau này lỡ như người ta không thương mình thôi chứ vậy sao vậy? Ừ.
Rồi vậy thôi giờ anh về ha. Cho em đi. Bây giờ đi về. Để lại mà chứ giờ bạn kịp tôi tới thăm bạn gái, thăm bạn gái xong đã giờ bỏ bạn gái đây. Tới nhà bạn gái nhưng mà kiếm chồng cho bạn gái. À. Đó. Nó căng cái nó rối rối ha Kim Cương. Dạ. À, đi tới nhà thăm nhà bạn gái Kim Cương nhưng mà tiễn chồng cho Kim Cương. em ngoài ca hát gì đó em có tài năng gì khác không? Dạ. Em không có tài năng gì khác. Không có tài năng. Dạ. Hồi đó giờ mình không đi học, không đi tập hay là mình em có tập mà tập không được. Tập cái gì? Ví dụ. Như em muốn bơi mà bơi không được. À. Em có khi nào mà mình chơi cái bộ môn mà bay cao không? Dạ không, em chơi không được lùng, em chơi đá cầu. Cái bộ này thích. Hay là thích bóng gỗ. Cũng nhiều khi có. À, cái đó thì có. À, bóng gỗ mình có. Cái đá cầu em chơi mấy đứa nít. Ừ. Còn không mà ở Việt Nam mình có cái đội tuyển người khuyết tật á. Dạ. Anh thấy có nhiều người giống em á. Chơi với phần em đó. Muốn thiêu mà nhưng mà em không có khả năng em đi mua cái đó được. À em thiêu được không? Dạ em cũng muốn gắn liền mấy cái đó mà em không có xe đi mua phương tiện. Không, ví dụ bây giờ này thì giờ mình mua người ta giao hàng tới nhà mình. Dạ vậy cái đó được mà nhưng mà không biết mua. Không, mình thấy những cái môn như thiêu rồi kết màn này kia. Dạ. Chắc là em làm được. Dạ được. Ừ. Mà em sợ người ta lừa quá, nghe nói trên đúng chính xác mạng nó lừa gạt qua tiền gì đó em không, sợ không. Khi mà người ta muốn giúp mình đó là em người muốn ta không có nhận tiền đúng không? Dạ. Người ta đem đồ đó cho mình làm, hướng dẫn mình làm xong. Dạ. Mình làm, mình giao đồ cho người ta sẽ trả tiền cho mình. Dạ cái đó em muốn làm cái đó mà em kiếm không ra công việc đó. Ừ. Dạ trong đường cùng quá em cũng có nhà nước tài trợ cho em một chiếc xe nước mía. À, dạ. Và có bán nước mía không? Dạ có mà nay em bệnh. Ừ. Nay bệnh là không có bán nước mía. Dạ. Bình thường em bán nước mía thì thu nhập là sao? Dạ cũng ngày kiếm 10.000 vậy à. Vậy? Ở trong đây đường cùng mà anh. À, một ngày kiếm 10.000. Dạ. À, là bán bao nhiêu ly mới được kiếm? Dạ, trong khi 50 ly. 50 ly là 50.000 á. Là được 10 ly hay như á? Mua 50.000 mía. Dạ 60.000. 60.000 mía em bán được bao nhiêu tiền? Dạ ngày 10.000 ly á. 10.000 ly. Rồi lời bao nhiêu? Dạ cũng đủ đóng tiền điện. Ừ, rồi nước mía, xe nước mía cao quá rồi sao em xe? Dạ thấp chứ không cao gì mấy. À, xe nhỏ ha. Dạ. Bây giờ xe còn mía không? Dạ hết rồi. Hết phải biết. Dạ. Nãy mình đi mua mía mình đốn bộ mía nhà mình ha. Em đi cương nó sai. Dạ. À, bây giờ thì thời gian cũng dài rồi, thôi anh xin chào em ha. Dạ. Thôi giờ anh về, tụi anh dạ, về ha. Dạ, dạ, rồi, dạ, bye dạ, em dạ, nha. Dạ. Cứu em. Bây giờ sao thì thôi anh xuống, tự xuống rồi tự về nha. Thôi sao, anh Nghiệp cứu em. Cứu em. Anh Nghiệp. Bây giờ hả, cương xuống nha mày. Dạ. Dạ bóng. Dạ xuống. Anh Nghiệp cứu em. Anh em kia. Dạ dạ dạ. Thương Cương dễ thương, nói chuyện vui vẻ. Dạ. Mọi người. Hả? Dạ. À, mong rằng là hữu duyên được hỗ trợ duyên hỗ trợ cho Cương dài hơn một xíu nữa. À thôi anh, tụi anh đi. Dạ, chào. Dạ em dạ nha. Dạ chào các anh. Em nha. Chúc các anh trên đường mạnh khỏe, hạnh phúc. Bên gia đình. Chúc gia đình mình được khỏe mạnh ha. Dạ dạ. Chào em. Rồi, xin chào khán giả nha. Chào khán giả.